Hello, xin chào tất cả các bạn. Tôi đang trở lại với các bạn đây rồi. Tôi là kỹ thuật viên của công ty Khang Phúc Đạt Audio. Như cái video lần trước chúng tôi đã chia sẻ về những cái sai lầm của một số anh em đã mắc phải trong lúc đi làm sự kiện. Thì hôm nay tôi lại quay trở lại để hướng dẫn thêm các bạn về cách sử dụng các đường out của Mixer Dynacorp dùng như thế nào để cho nó hợp lý. Mình nên dùng cái đường out nào cho monitor của ban nhạc và cái đường out nào cho monitor của ca sĩ. Đấy cũng là một vấn đề rất nhiều anh em đã thắc mắc và đặt câu hỏi đến công ty của chúng tôi. Và xin mời các bạn xem cái video ngay sau đây. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem ở trên cái
website khangphudatradio.com để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía Bắc 0981 678 963, hotline phía Nam 0933 333 245. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp showroom phía Bắc tại số 8 Phố Hồng Đô, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hoặc showroom phía Nam tại số 8 đường số 4, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bấm chuông cho kênh YouTube của Khang Phú Đạt Audio để có thể chiêm ngưỡng những siêu phẩm trong những video tiếp theo.